Hello tất cả các anh em nhé. Hôm nay đội mình lại đi lắp hai bộ cửa. Một bộ cửa là trượt quay 4 cánh. Đấy, ở mặt tiền ở phố Đê La Thành, Hà Nội. Phía trong thì là một bộ cửa slim ngăn giữa cái phòng bếp với phòng khách. Bộ cửa này nó cũng rất là rộng nha. Nó xấp xỉ 3,7 m và cao xấp xỉ 2,2 m. Kính cường lực 8 ly cho nên là cũng chập hai cánh là một là cũng tương đối nặng đấy. Thì lắp những bộ cửa như này thì cơ bản là đòi hỏi những cái kỹ năng gọi là xử lý tình huống. Tại vì trong thực tế thì nó lại khác so với lại mình đưa lên giá mình test cái bộ gá mà mình test ấy. Thì lúc nào nó cũng vuông, nó rất là dễ dàng. Thì lắp cửa cái dạng cửa trượt quay hoặc là cửa thủy lực ấy, thì tốt nhất anh em mang thêm cái máy vắn cốt đi như thế này. Thế thì căn chỉnh nó mới chính xác và nó lắp cửa nó mới nhanh được. Chứ không mang máy vắn cốt lắm lúc lắp theo kiểu tay bo ấy, thì đôi khi cửa nó cũng tường nó tháo ra tháo vào rồi mới lắp được thì nó nát bét. Đây thì anh em đang chỉnh cái bộ giảm chấn nhá. Thì nếu mà cửa mà có giảm chấn vào thì khi đóng mở thì nó sẽ không bị kêu kịch kịch cái nhôm nó va chạm vào nhau. Gần đến cái ngưỡng mà đóng mở thì nó sẽ từ từ nó trôi chậm lại đấy. Thì nhiều người khách cũng đôi khi chủ quan cũng không quan trọng hóa cái vấn đề là dùng cái bộ giảm chấn. Thì khi mình không dùng giảm chấn thì đương nhiên là mình sẽ giảm được một cơ số tiền. Thế nhưng mà trong dùng thực tế thì nó lại nó gây ra cái sự khó chịu và bực mình vì mở cửa ra và đóng vào nó cứ kịch 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 như là tàu nó chuyển động. Thì lúc đó nó đóng mở nó không nhẹ nhàng êm ái và nó không trơn tru nữa. Thì lúc đó mới mới cảm nhận được cái chuyện cái giá trị của giảm chấn là nó như thế nào. Đấy, anh em để ý này. Đấy, gần đến nơi nó sẽ giảm lại từ từ và nó tự nó khép vào. Thế rồi xong bộ trượt quay. Bây giờ quay trở lại cái bộ slim 3 cánh mở lùa. Màu thì là cũng màu cà phê luôn. Thì những cái bộ slim như này thì nếu mà hai cánh ấy thì đòi hỏi cái tường 10 thôi cũng được. Thế nhưng mà đã đến ba cánh trở lên ấy thì nó phải tường 20 trở lên. Đây là cái bánh xe dẫn hướng đấy nhá. Đấy, nó chui trong khe rồi. Ok. Nó vừa là dẫn hướng vừa là chống rung chống lắc. Thì hiện tại cái bản khung của cái cửa này nó đang là 17 phân. Thành ra là nó rất là rộng cho nên là khi anh em mình trừ cửa mình để cho nó non so với ô cửa nhiều nhiều tí cho nó dễ dễ chỉnh. Giờ thì còn ốp hai cái ốp ở bên ngoài ở bên trên che cái bánh xe rồi là cơ cấu chuyển động rồi là những cái khe hở còn sót lại. Đấy, vậy là đã xong một bộ cửa trượt quay và một bộ slim ngăn cách phòng bếp với lại phòng khách. Ok, xin chào anh em ở đây nhé. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo. Ai có nhu cầu thì alo theo số điện thoại tôi để góc phải màn hình.